Kính chào quý vị. Bây giờ là bản tin thời sự lúc 6 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sau đây là những nội dung chính có trong bản tin hôm nay. Huyện Châu Thành phát động tháng hành động an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2017. Kiên Giang đầu tư hệ thống thủy lợi, kiểm soát mặn, giữ ngọt, phục vụ sản xuất. Thông tin có trong nội dung phần tin trong nước hôm nay. Tin thế giới. Thế giới đang đối mặt với thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất từ năm 1945. Bây giờ là nội dung chi tiết của bản tin thời sự sáng nay. Thưa quý vị, huyện Châu Thành vừa tổ chức lễ phát động hưởng ứng tháng hành động an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2017 với chủ đề sản xuất kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn, kiểm soát rượu, phòng tránh ngộ độc rượu. Tại buổi lễ phát động, huyện Châu Thành triển khai kế hoạch thực hiện tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện, nhằm nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp, của người sản xuất kinh doanh, của người tiêu dùng trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm đối với sản xuất thực phẩm cũng như rau thịt là sản phẩm tiêu dùng hàng ngày. Ngoài các hoạt động thường xuyên đảm bảo an toàn thực phẩm trong tháng hành động vì an toàn vệ sinh thực phẩm, đoàn kiểm tra liên ngành huyện thường xuyên thanh tra, kiểm tra, đảm bảo an toàn thực phẩm, chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là các vụ ngộ độc thực phẩm hàng loạt và các bệnh lây truyền qua thực phẩm. Ngành y tế phối hợp chặt chẽ với cơ quan thông tin đại chúng, lồng ghép trong sinh hoạt các tổ chức hội, đoàn thể để tuyên truyền cho nhân dân hiểu được tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm cần phải nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật, coi việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm là lương tâm, là nét văn hóa kinh doanh, vừa là trách nhiệm của mình đối với xã hội vì nó trực tiếp liên quan đến sức khỏe và tính mạng của con người. Thưa quý vị, so với hai kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2015 và 2016, một trong những thay đổi đáng kể của kỳ thi năm 2017 là môn ngoại ngữ, thường là môn tiếng Anh, trở thành môn thi bắt buộc đối với tất cả thí sinh hệ giáo dục phổ thông. Trước thay đổi này, học sinh các trường vùng sâu, vùng xa, xã khó khăn trên địa bàn tỉnh đã ôn luyện môn thi bắt buộc này như thế nào để tránh bị điểm liệt. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện Tân Thạnh và Thạnh Quá, mời quý vị cùng theo dõi. Tại trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hậu Thành Đông, huyện Tân Thạnh, thầy và trò nơi đây đang tập trung phụ đạo ôn luyện kiến thức căn bản nhất để các em nắm vững và nhận dạng đề thi. Do trình độ tiếng Anh của không ít học sinh nơi đây còn hạn chế và chênh lệch nên việc ôn tập cho các em cũng gặp không ít khó khăn. Đa số học sinh ở đây thì vùng sâu vùng xa, cái kỹ năng làm cái bài tập đọc hiểu cũng như là cái bài tập từ vựng nó còn yếu, khả năng nghe nói cũng còn hạn chế. Để chuẩn bị tốt cho cái kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia sắp tới, giáo viên bộ môn thì cũng cung cấp các em các cái tài liệu theo chủ điểm, chủ đề sát với cấu trúc của bộ để mà học sinh nó ôn bài hiệu quả hơn. Năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia lấy kết quả để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và làm căn cứ để tuyển sinh đại học cao đẳng. Ngoài môn toán, văn, môn anh văn là môn thi bắt buộc, trong khi đặc thù của các trường vùng sâu, vùng xa, xã khó khăn điều kiện học tập, trình độ tiếng Anh của học sinh ở đây còn hạn chế, thì đây là một trong những áp lực đối với những học sinh vốn không có nhiều thế mạnh về bộ môn này. Dạ, bộ môn anh văn là bộ môn khó đối với chúng em, nhưng mà năm nay anh văn lại là bắt buộc cho nên là rất khó cho chúng em. Với lại là hình thức thi trắc nghiệm thì là một hình thức thi rất là lạ lẫm đối với tụi em. Em cũng run lắm. Dạ, em cũng chuẩn bị học trên lớp, ngoài học trên lớp thì em cũng có học thêm với em học trên mạng. Đây cũng là năm đầu tiên mà thi môn văn thì tụi em rất là lo lắng vì tiếng Anh thì cũng mình cũng chưa vững, chưa chắc lắm. Cũng nhờ có nhà trường đã tạo điều kiện thuận lợi cho tụi em là cho chúng em được học các giờ học phụ đạo để trau dồi thêm kiến thức. Là em cũng được 50-50 rồi. Theo công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bài thi môn ngoại ngữ sẽ có 50 câu hỏi trắc nghiệm với thời gian làm bài 60 phút. Điểm liệt được quy định là 1 điểm. Để tránh bị điểm liệt trong kỳ thi Trung học phổ thông sắp tới, ngay từ đầu năm học, trường Trung học phổ thông Thạnh Quá đã có kế hoạch phân luồng học sinh để ôn tập phù hợp, đặc biệt là phụ đạo cho học sinh yếu kém. Thì ngay từ đầu năm là nhà trường đã tổ chức tuyên truyền môn tiếng Anh sẽ đưa vào môn thi bắt buộc. Thì bên cạnh đó thì nhà trường cũng tổ chức cái khâu mà ôn tập
từ ngay từ đầu năm thì tổ chuyên môn có dự kiến khoảng có 30 mấy em có khả năng miễn liệt, nhưng mà là đó là giai đoạn mà trước khi ôm, còn sau đó thì tổ chuyên môn cũng cam kết một điều là sẽ tìm các giải pháp phụ đạo đó để cho các em nó không bị điểm liệt. Tỷ lệ đặt ra của trường là năm nay khoảng 97%. Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Hậu Thạnh Đông và Trường Trung học Phổ thông Thạnh Quá là hai trong số 15 trường vùng sâu, vùng biên giới và các trường thuộc xã khó khăn với khoảng 3.000 học sinh bắt buộc thi tiếng Anh trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017, chiếm khoảng 23% trong tổng số khoảng 13.000 thí sinh dự thi. Đây là năm đầu tiên thi môn tiếng Anh bắt buộc nên hầu hết thí sinh gặp không ít khó khăn, trong khi những năm học trước, các trường này có đến 90% thí sinh đăng ký thi thay thế môn tiếng Anh. Thời gian tới đặt ra cho ngành giáo dục nói chung, học sinh nói riêng những giải pháp, phương pháp dạy và học môn ngoại ngữ hiệu quả hơn. Bản tin sáng nay tiếp nối là phần tin trong nước. Thưa quý vị, từ nay đến năm 2020, tỉnh Kiên Giang tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống công trình thủy lợi, kiểm soát mặn, khép kín để đảm bảo yêu cầu phục vụ sản xuất, điều chỉnh quy hoạch nông nghiệp gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh đến năm 2020. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kiên Giang, dự án kiểm soát mặn biển Tây từ Kiên Lương đến Châu Thành, tổng vốn đầu tư xây dựng khoảng 1.043 tỷ đồng. Dự án kiểm soát mặn tuyến đê biển An Biên, An Minh, tổng vốn đầu tư xây dựng hơn 900 tỷ đồng, nâng cấp hệ thống các công trình thủy lợi ngăn mặn giữ ngọt đồng bộ phục vụ sản xuất vùng tứ giác Long Xuyên, Tây Sông Hậu và U Minh Thượng, tổng vốn đầu tư gần 1.950 tỷ đồng. Cùng với đó, tỉnh kiến nghị Trung ương sớm đầu tư xây dựng hệ thống cống cái lớn, cống cái bé nhằm kết hợp với hệ thống cống do tỉnh đầu tư để ngăn mặn từ biển Tây giữ ngọt và tăng khả năng chuyển nước ngọt cho vùng bán đảo Cà Mau, cải thiện môi trường sinh thái trong khu vực. Việc đầu tư xây dựng hoàn thành các công trình kiểm soát mặn giữ ngọt nhằm khép kín tuyến đê biển Tây, đáp ứng mục tiêu kiểm soát mặn, ngăn nước biển dân. Cùng với đó tạo điều kiện thuận lợi cho Kiên Giang chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu, thích nghi điều kiện tự nhiên của từng vùng, tiểu vùng sản xuất trên địa bàn, nhất là chủ động kiểm soát được nguồn nước, nâng cao năng suất sản lượng và hiệu quả sản xuất nông nghiệp thủy sản. Thời gian qua tại thành phố Hồ Chí Minh và trên cả nước đã xảy ra nhiều vụ cháy nổ nhà xưởng, công ty, khu chế xuất, khu công nghiệp, vân vân, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản cho người dân và doanh nghiệp. Trước tình hình trên, thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tại các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn. Nếu như các vụ cháy tại khu dân cư thường gây hậu quả nghiêm trọng về người, thì các vụ cháy nổ cơ sở sản xuất, xí nghiệp, công ty, các khu chế xuất, khu công nghiệp gây thiệt hại nặng nề về tài sản cho doanh nghiệp, cho xã hội. Trước thực trạng nguy cơ cháy nổ thường xuyên trình rập trong môi trường sản xuất công nghiệp, nhiều doanh nghiệp đã chú trọng đến công tác chữa cháy tại chỗ, trang bị các phương tiện chữa cháy hiện đại, lập đội phòng cháy chữa cháy và trang bị kỹ năng chữa cháy, tuyên truyền ý thức phòng cháy chữa cháy tới công nhân, người lao động trong đơn vị. Như công ty Powergen Việt Nam đóng tại quận Bình Tân với hơn 80.000 công nhân làm việc, công tác phòng cháy chữa cháy luôn được đặt lên hàng đầu. Ban giám đốc của nhà xưởng luôn đặt cho nhân viên cháy cháy là phải thường xuyên sát sao theo dõi các hiện trường cũng như là theo dõi các thiết bị phòng cháy cháy luôn hoạt động tốt. Khi kiểm tra bất cứ lúc nào đều phải hoạt động tốt. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 17 khu chế xuất, khu công nghiệp và một khu công nghệ cao với hơn 1.200 doanh nghiệp hoạt động và trên 400.000 công nhân làm việc. Việc sản xuất, lắp ráp, chế biến hàng hóa của các cơ sở doanh nghiệp trong các khu sản xuất thường sử dụng nhiều nguồn lửa, nguồn nhiệt, hóa chất. Do đó, nguy cơ cháy nổ luôn tiềm ẩn ở các khu vực này, nhất là trong mùa khô. Thực tế, từ các vụ cháy vừa qua cho thấy, lực lượng, phương tiện, đội ngũ phòng cháy chữa cháy tại chỗ nhiều nơi hoạt động kém hiệu quả. Nếu như cái lực lượng tại chỗ mà chúng ta làm tốt cái nhiệm vụ, thì khi đám cháy vừa mới phát sinh thì xử lý ngay, thì sẽ không có khi nào xảy ra những cái vụ cháy lớn. Thông thường những cái vụ mà cháy lớn á, là do cái lực lượng tại chỗ làm cái nhiệm vụ của mình không tốt để xảy ra cái đám cháy đó phát sinh quá lớn. Việc phòng cháy và chữa cháy tại chỗ là một trong những yếu tố quan trọng trong công tác phòng cháy chữa cháy. Cùng với các doanh nghiệp, chính quyền địa phương nhiều nơi cũng đang tăng cường phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thường xuyên kiểm tra công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Xử lý nghiêm những đơn vị thực hiện không nghiêm túc các quy định, cũng như tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy cho các cơ sở sản xuất. Từng năm đều có những kế hoạch chuyên đề
trong đó có chú trọng trong việc phòng cháy chữa cháy ở các cái khu vực đông người, đông công nhân như công ty Bao Gen này chẳng hạn, để từ đó là có xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức những cái đợt diễn tập để nâng cao cái nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy ở cơ sở cũng như cho các cái lực lượng. Để kéo giảm nguy cơ cháy nổ, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh đã tăng cường phối hợp cùng các sở ngành, quận huyện tổng rà soát, phân loại các khu vực dễ xảy ra cháy nổ. Đồng thời lắp đặt hệ thống cảnh báo cháy kết nối tại các cơ sở đến trung tâm thông tin chỉ huy để có thể triển khai công tác chữa cháy sớm nhất khi có sự cố xảy ra. Tuy nhiên, điều quan trọng chính là ý thức trách nhiệm phòng cháy chữa cháy của mỗi doanh nghiệp, người lao động phải luôn đặt lên hàng đầu để bảo vệ an toàn cho tính mạng, tài sản của bản thân và đơn vị mình.